sa hát sê na sang ga mê ma nu sê chi mê e can chát chay giá mát ta năng sa huê sang ga mát chốt tá môn. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dùng xá hấp sân xá hấp xê ná sân ga mê ma nú xê trí nề e cành chá chay giá mát ta năng xá huê sân ga mát chú tá môn. Dễ dàng tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma dương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản dịch của hòa thượng Duy Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Đạt, đại đức Đại Đức cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Lý, cô tu nữ Tịnh Hiền. Kính chào quý anh chị đạo tràng. Cảm ơn cô tu nữ Tịnh Hiền cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 103. Dù sa ha sang sa ha se na sang ya me na nu se chi ne e kang cha chay ya mat ta na sa ve rang ga ma chut ta mo. Dù sa ha sang sa ha se na sang ya me ma nu se chi ne thì căn cha chay và mắt ta nắng xa về sang ga mà chút ta mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dù xa ha sang xa ha se na sang ga mê ma nu se chi ne ê căng cha chay và mát ta nắng xa về sang ga mà chút ta mô. Dễ dàng tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma dương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Đó là phổ thơ của hòa thượng Duy Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài. Xin mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Sếp Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Phan Kha giá. Con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ giáo pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 103. Vô há sát sang hát sang xá hát xê ná sang ga mê ma nú xê chí nê á canh chá chay giá mát ta năng xá quê sang ga má chút tá mô. Vô xá hát sang xá hát xê ná sang ga mê ma nú xê chí nê á canh chá chay giá mát ta năng xá huê sang ga má chút tá nô. Vô há sát sang xá hát xê ná sang ga mê ma nú xê chí nê ê canh chá chay giá mát ta năng xá quê sang ga má chút tá mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng vô tối thượng. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu.
Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên, phạm đế, ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cấm Dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay Sittina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo trang, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 103. Yo sahas sang sahas sena sangha ne manuse chile e kan cha chay ya mat ta nang sa ve sangha ma chut ta mo. Yo sahas sang sahas sena sangha me manuse chile e kan cha chay ya mat ta nang sa ve sangha ma chut ta mo. Dầu tại bại chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô xa hành sân, xa hành xe ná, sang ca mê ná, nụ xe chế lê. Ê cánh cha chay, và mạnh ta nắng, xa quê sang ca, mà chúng ta buồn. Dù xa hành sang xa hành xe ná, sang ra mê ma nụ xe chi nê. Ê cánh cha chay và mạnh ta nắng, xa quê sang ca, mà chúng ta buồn. Vệ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên, phạm đế, ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sích Thi Na. Dạ, cảm ơn Sích Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ thân má cha rí. Rồi, Nhật Quỳnh thấy có cô rồi. Dạ, kính mời bàn tay của cô. Dạ, mời cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết con tâm ma chay đi kinh đảnh lễ thỉnh tọa minh hạnh kinh đảnh lễ đại đức tịnh đà kinh đảnh lễ đại đức thiện đức cũng chưa tôn đức tăng ở những đức nên mà con không được biết. Và cảm ơn cô Đặng Đông. Xin kính chào hai lễ cô tự duyên, xin kính chào toàn thể quý vị. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 103. Yo sahasa sahasena sangame ma lu se chi ne e kin cha chay
Yamantanam Savi Sangha Machu Machu Tamum Sahasam Sahasena Sangha Me Manu Sechine Ekancha chay cha man ta nang sa vê sang ca ma chương tan ta mu yo sa ha sam sa ha se nam sang ca me ma nu se chi ne ekancha chay cha man ta nang sa vê sang ca ma chương ta mu dầu tạm đã chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vẽ vang tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Thiên thẳng đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Xin gọi bức lại cho cô Nhật Quỳnh nha. Mời cô. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ thăm má cha đi. Dạ, cảm ơn thích trạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính đánh lễ chư trung đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cảm ơn trạng đông cho Nhật Quỳnh bài học. Con xin được ôn bài câu pháp cú kinh số 103. Yo sa ha sang sa ha se na san ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya ma ta năng sa quê san ga ma chuột ta mô. Yo sa ha sang sa ha se na san ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya ma ta năng sa quê san ga ma chuột ta mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Châu. Dầu sa ha sang sa ha an se na san ga me ma nu se chi ne e can cha ê canh cha chay giảm a ta nắng xã quê sanh ga mà chuột ta mô. Dầu sa ha sang sa ha se na sanh ga me ma nụ se chi ne ê canh cha chay giảm a ta nắng xã quê sanh ga mà chuột ta mô. Vẻ vang tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đệ ma vương, làm sao thắng kẻ tự tường thắng y. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tự đức là từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh 103. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, cô tu nữ Thăm Má Chá Rí, Xích Thi Na, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Sạng Đông đã hoan hỷ ôn bài câu pháp cú kinh 103. Và bây giờ thì đạo tràng chúng con đã tới giờ học bài mới câu pháp cú kinh 104. Và con cũng được biết là đại đức Tịnh Đạt sẽ giảng từ vựng trước khi từng tòa tự quyền. Nên con Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt thuyết giảng từ vựng bài học câu pháp cú kinh 104. Nam mô và cảm ơn rạng đông cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato
Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato. Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato. Samma Sambuddhassa. Phạm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh 104. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ sa thú sa. Cảm ơn. Hôm nay tuy nhiên thì thượng tọa có thông báo là thượng tọa sẽ vào trễ hơn một chút, cho nên Tịnh Đạt sẽ làm nhiệm vụ kệ ngôn pháp cú là câu ngôn số 104 ở phần. Dạ cảm ơn quý vị hiểu đầu cho cái mình chúng ta vào để thuyết giảng ý nghĩa cũng như duyên sự của câu kệ ngôn ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho va buddhang bhagavantang abhivademe sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghamami. Dạ, con kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh để đức tuệ đức cùng quý vị có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Ngày hôm nay ngày thứ hai, ngày 27 tháng 9, chúng ta học đến câu kệ ngôn pháp cú số 14 trên tổng số 423 câu, phẩm thứ 8, phẩm ngàn Sahasawaka. Ngày hôm nay chúng ta học 104 câu pháp cú số 104 có nội dung như sau. Atve chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha ata dan ta sa bo sa sa ne yang san ya ta cha ri no atve chi tăng say yo cha yang itara ata dan tasa bosasa nicang sanya ta carino. Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Bản dịch của Hòa Thượng Ngài Hòa Thượng.
Và bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu cười công pháp cú này. Atta hawe chitang sayo yajayang itara pacha Atta dantasa bosasa nichang sanyata charino. Đúng vậy, đối với con người đã chế ngự bản thân, có hành vi luôn được thu, thì chiến thắng thân là tốt hơn chiến thắng những người khác. Bản văn xuôi của Ngài Inna Chánh Thân có bốn câu. Câu Atta Hawe Chitang Say Atta chính bằng mình. Atta chính bản thân mình. Hawe thật vậy. Chí tăng là chiến thắng. Seyo tốt hơn. Seyo là tốt hơn. Seyo là tốt. Câu thứ hai. Yajayanapacha. Yajayan itarapacha. Ya là người nào? Ya là người nào? Cha yang có nghĩa là chá cộng a yang. Chá là và, a yang là điều này. Cha yang là chá cộng với a yang. Chá là và, a yang là điều này. Itara là kia, là khác. Ám chỉ là những người kia hay những cái khác. Những người khác. Pacha số nhiều. Những người. Pacha. Số đồng hai người. Dạ, Pacha những người. Pacha là những người. Câu thứ ba. Atta dantasa bosasa. Atta dantasa bosasa. Atta danta, chúng ta thấy có hai từ là atta cộng bản thân mình. Chữ danta đây là cái từ có nghĩa tự được thu được hiện. Được rèn luyện, được thu thúc, được huấn luyện, được chế ngự. Chữ đàm tá. Bồ sát xá, vậy là chữ Atta đàm tá là tự mình thu thúc, tự mình rèn luyện. Bản thân đã được rèn luyện á. Dạ. Bản thân đã được rèn luyện chế ngự. Từ tiếp theo là từ Posassa. Posassa là của một người. Cái từ Posassa này nó từ cái từ, nó là cái từ căn hình thành cái từ Purisa mà chúng ta thường gặp là một người, người nam đó. Nha. Cái từ Bosasa này nó giống như cái từ Bodhisa mà chúng ta thường gặp đó. Là một người, người nam. Rồi chúng ta đi với câu thứ tư là Nichang Sanyata Charino. Nichang là thường xuyên, liên tục. Cái từ này chúng ta cũng rất là
gặp thường chúng ta gặp cái bài kệ Anicca Vata Sankhara. Thì cái từ Anicca là cái từ đối lập nghĩa với cái từ Nichan. Chúng ta Anicca là vô thường, tức là không có cái gì thường xuyên liên tục. Còn từ Nichan này là thường xuyên liên tục. Chúng ta gặp cái từ này. Từ kế tiếp là Sanyata Charino. Sanyata Charino, chúng ta có cái từ là Sanyata. Sanyata là cũng là được thu túc, được kiểm soát. Cộng với cái từ Chari là hành vi, là thái độ, khi thái độ. Sanyata Chari là hành vi được thu thúc. Hành vi được thu thúc. Như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 104 này. Thật vậy, đúng vậy, đối với con người đã chế ngự bản thân, có hành vi luôn được thu thúc thường xuyên. Hai cái câu sau trước ha, rồi chúng ta mới đến hai cái câu đầu. Thì chiến thắng bản thân là tốt hơn người khác. Chiến thắng bản thân mình tốt hơn là chiến thắng cái người khác. Sa thú lành thay. Bản Việt ngữ của ngài Giới Đức trong cái câu 104 này là: vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Nam mô Bụt Tha Giá Sa Thú. Chúng con nhận thấy là Thượng Tọa Tuyên Quyền đã online và đã vào trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Bạch Thượng Tọa, con vừa giảng sơ lược về ngữ vựng câu kệ ngôn Pháp Cú số 104. Bây giờ chúng con xin cho diễn đàn Pháp Cú Kinh để con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi giảng dạy ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú này cho toàn thể bà con Phật tử có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh được nắm rõ và hiểu rõ câu kệ này. Và chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chưa để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn cô Như Quỳnh cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, và xin cảm niệm công đức Tịnh Đạt Thích Nghĩa. Có lẽ là thỉnh đại đức Quảng Hỷ giúp giùm cho một thời gian, rồi cái khi nào mà tại vì vào buổi chiều vào thứ hai thì lẽ ra thì chúng tôi sẽ tụng kinh, cái thời kinh nó trên 7 giờ, nhưng hôm nay thì rút ngắn là cho đúng 7 giờ nó mới xong, bởi vì có chư tăng cùng với một ít Phật tử lên mình đọc kinh cho. Và cũng là từ hồi trước hạ tới bây giờ, vậy cho nên giữ suốt như vậy, mong quý vị quan hỷ. Bởi chúng tôi khi nếu chúng tôi mà không báo Đức Tịnh Đạt thì vào nó rất là trễ. Đức Tịnh Đạt vào Đức Thích Nghĩa trước thì chúng tôi cố gắng để chúng tôi xuống. Cảm ơn Đức rất nhiều. Và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Misawakato Phakkawata Thammo Thammang Namassami Sobhatipanno Phakkawato Sawakka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 104. Câu pháp cú này nó được mang ý nghĩa tức là được và mất.
thì câu Phật cú chúng ta vừa nghe đó, mà Đại Đức Tịnh Đạt đã đọc và đã thích nghĩa, thì cái Đức Phật ngài ở tại Kỳ Viên liên quan đến một Bà La Môn, ông ta hỏi ngài về cái được và cái mất ở trong cuộc đời này. Thì ông ta nói rằng chắc là Thế Tôn chỉ biết được cái mất, chứ không biết Thế Tôn có biết được cái còn hay không, được và cái mất. Thì cái gì cũng nói đến cái chuyện mà mất mát, cái chuyện mà như chúng ta thấy theo chữ thích nghĩa đó, cái gì thì cũng nói lên cái mất. Thì hôm nay thì Đức Phật ngày mà ông ta hỏi, Đức Phật ngày mới trả lời. Đức Phật ngài biết được cái tâm tư của Bà La Môn nghĩ vậy, nhưng ngài hỏi ông ta chỉ hỏi cái mất thôi. Thì Đức Phật ngài mới nói cho ông ta biết rằng, nàng Bà La Môn, Như Lai biết cả hai, tức là biết được cái mất, biết được cái được và biết được cả cái mất. Dạ, ngươi nên nhớ như vậy. Vì thì thì cái ông ta mới nghĩ rằng vậy thôi thì xin ngài hãy nói về cái mất cho con nghe. Thì Đức Phật ngài nói về cái mất nó xuyên qua hoài kệ để cho chúng ta thấy cái những thứ không có ích lợi mà nó mất á. Thứ nhất gồm á, tức là ngủ muộn. Thứ hai là lười biếng. Thứ ba là ánh trăng soi. Thứ tư là giàu sang mái. Thứ năm là hay đi lại. Thứ sáu là vụng trộm với vợ người, chạy theo những việc ấy. Hỡi này Bà La Môn, người sẽ được những thứ không có gì ích cho mình. Và nghe xong, Bà La Môn, ông giật mình, ông tán thán Đức Phật. Ông ta mới tán thán rằng, đấng đạo sư, bậc lãnh đạo của tam giới, quả thật ngài biết được cả hai thứ, cái được và cái mất. Và Đức Phật ngài khẳng định, nàng Bà La Môn, không ai biết rành hơn ta về cái được và cái mất, và đặc biệt là cái mất. Rồi Đức Phật ngài mới chuyển hóa ông ta mới, Đức Phật ngài mới muốn chuyển hóa cái tâm của Bà La Môn. Ngài hỏi với chuyện ngươi sống bằng cái nghề gì? Bạch Thế Tôn, con sống bằng cái nghề cờ bạc. Thế ai được? Ông hay người kia, hay là cái người mà chơi cờ bạc đó được? Thế ai được? Khi thì con, khi thì người kia. Thế nàng Bà La Môn, ngươi thắng kẻ khác là một việc bình thường, đúng không? Và đúng như vậy. Và ngươi chiến thắng như vậy, nó không có cái lợi ích gì đó. Nó chẳng có được cái hay ho gì hết. Cái sự hơn người ta về đánh bạc, hay hơn người ta về những cái thứ này thứ kia, thì nó không có được cái lợi lạc gì cả. Mà ta nói cho ngươi nghe, đối với người nào mà đối với cái dục, đối với cái lòng ham muốn mà mình tự thắng đạt được, thì cái sự chiến thắng đó nó được lợi lạc. Cái sự chiến thắng đó không ai đánh bại mình. Mà còn ngươi mà thắng thua đối với người, thì chúng ta sẽ không bao giờ sẽ không có một cái sự sẽ không phải là một sự chiến thắng mà nó mãi mãi, mà chính mình tự mình chiến thắng mình thì sẽ là chiến thắng mãi mãi. Và Đức Phật ngài nói lên câu pháp cú: tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Và cái câu này nó xuyên luôn cả câu 105. Dù thiên thần Thác Bà, dù ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự chiến thắng như vậy. Thì cái ý nghĩa nó có một sự liên đới, nhưng hôm nay chúng tôi nói một cái ý nghĩa 104, nó cũng xuyên một phần qua 105 cho quý vị nghe. Và ngày mai quý vị, nếu mà vị nào mà giảng tiếp cái câu 105 thì quả thật vị ấy phải nhịp lại cái câu thứ tư thì mới giảng cái câu thứ 105 nó sáng hơn. Cũng như để giảng cái câu thứ tư nó đầy đủ thì phải nói qua một cái câu
thì phải nói ý nghĩa của cái câu thứ tư nó là như vậy đó. Bởi vì cái duyên sự này mà nó là hai cái ý nghĩa. Cái điều thứ nhất á, thì nó được về được cái mất á. Chúng ta kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này á, tại sao Đức Phật nói cái ngủ muộn nó là một cái điều mà mất, chúng ta cũng phải nhớ. Rồi cái lười biếng, rồi cái ánh trăng soi, rồi vào sáng mái hay đi lại hay là vụng trộm vợ người vân vân. Cái điều này thứ nhất, cái người mà ngủ muộn á, chúng ta ngủ muộn á thì nó những cái công việc nó trễ, nó mất mát. Và ngay cả luôn chúng ta mà cứ ngủ muộn mãi đó thì mọi việc gì của chúng ta nó sẽ không có thành tựu được như ý. Mà một người mà ngủ muộn á, thì người đó khó có làm được cái việc gì mà nó tốt đẹp. Bởi tại sao như vậy? Bởi họ mất đi. Thí dụ bây giờ tới giờ là sinh hoạt, tới giờ là đi làm, dầu cho tu hay là không tu gì cũng vậy, dầu thì nó cũng phải có một cái giờ giấc nó nhất định. Mà cái giờ giấc nó nhất định á, thì mọi cái việc nó trôi chảy. Còn nếu như chúng ta mà ngủ muộn, chúng ta quên, hay hoặc chúng ta ngủ muộn thì chúng ta rất là gấp rút, nó mất mát nhiều thứ cho chúng ta. Mất mát về chúng ta phải, thứ nhất là nếu chúng ta đi làm thì nó phải bị nó phải bị kẹt thế này, nó phải bị tổn giảm thế kia, và chúng ta không kịp lo lắng chuẩn bị thì cái sự mất mát đó nó sẽ ảnh hưởng. Rồi một người tu nếu như mà ngủ muộn như vậy thì sự thật ra cái việc mà tri hành trong ngày đó thì mình không có kịp. Thứ nhất là vào buổi sáng vị đó phải niệm tưởng ân Đức Phật, hay hoặc là vào buổi sáng vị đó phải đi khất thực, thì nếu chúng ta ngủ muộn quá thì nó muộn, nó mất đi. Cái đó cũng là về cái tư cách của người tu. Và cái thứ hai nữa là sống như vậy thì chúng ta sống nó không có một cái sự tỉnh thức, sống trong một cái sự tức là đã đó. Đó, điều thứ hai tức là sống trong sự lười, sự nhát. Thì những cái điều như thế thì chờ mà chúng ta được cái sự lợi ích, một cái sự chuyên cần ở trong cái việc làm, chuyên cần trong cái nghề nghiệp, tinh cần trong nghề nghiệp, và có sự cố gắng và đúng giờ, đúng lúc thì mọi việc nó đều tốt đẹp. Ngay cả cái việc tu hành, ngay cả việc nghe pháp và đúng thời, đúng lúc thì chúng ta làm mọi việc thì nó trôi chảy và nó thuận buồm. Còn nếu chúng ta không như vậy thì nó bị mất. Thì Đức Phật ngày trình bày tức là cái thứ nhất là ngủ muộn, thứ hai là lười nhát, là chắc chắn mất. Và cái ánh trăng soi đó, chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy ánh trăng như vậy nhưng mà nó di động, chứ nó không phải nó cố định. Nó ra trái đất này nó xoay đến một lúc, bắt đầu chúng ta thấy trăng cá hoặc thượng tuần cá nguyệt hoặc là hạ tuần cá nguyệt gì, tức là nửa tháng này một tháng chúng ta sẽ gặp lại trăng. Nhưng trong cái nhìn trăng như vậy nó di chuyển, chứ không phải nó nhất định. Cũng như là đừng có nghĩ rằng trăng đây là nó không liên quan tới mà ánh nguyệt dòng sông, không phải vậy. Mà Đức Phật nói cái trăng á là chúng ta thấy ánh trăng đó rồi, ánh trăng đó nó mất thì đó cũng là một cái hiện tượng mất. Nó không có mãi như vậy. Mặt trời cũng vậy, mặt trời nó cũng bắt đầu từ sáng bình minh, bắt đầu chúng ta thấy mặt trời ló dạng chút xíu nó bình minh. Bắt đầu rồi mặt trời lần lần bắt đầu nó chuyển về tây, là nó sụp qua tối, và cũng không có phải tối mãi, và đến khi hừng đông là mặt trời nó mọc lại. Cũng như vậy thì đến một lúc chu kỳ của trái đất nó quay thì nó tới một cái lúc đó thì đầu trăng nó hiện lên, cho nó không có mãi được. Và cái điều thứ tư, tại sao không giàu sang mãi? Đây nói lên cái tánh con người, cái tâm tính con người lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng không có đủ được hết trơn, bởi vì không biết tri túc cho nên không có giàu sang. Ở đây có nghĩa là giàu sang mãi, có nghĩa là không phải là giàu hoài, mà nói giàu phải tức nghĩa là chúng ta không bao giờ biết đủ thì chúng ta không có giàu được. Cái câu này rất là hay, ý nghĩa lắm quý vị. Tức là nếu biết đủ thì bao nhiêu cũng sẽ đủ, nếu mà thiếu thì nó thiếu vô cùng.
Cho nên người ta đang giàu sang vậy đó, nó giàu sang tức là mong cầu giàu sang mãi, thì lúc đó chúng ta không bao giờ có đủ, chúng ta không bao giờ giàu. Bởi vì tâm của chúng ta mong cầu, tâm chúng ta còn ước muốn. Cái chỗ này rất là hay đó quý vị ha. Và vì vậy cho nên ở trong cuộc đời này á, là chúng ta phải biết có cái sự trí túc mà người tu, hay hoặc là những người mà hiểu cái lý tu. Bởi vì đỡ có cái sự mất mát ở trong cuộc đời. Là khi chúng ta bị trôi xa những cái gì mà chúng ta mong cầu ước muốn về tài sản, tâm tư, tình cảm, vân vân, thì chúng ta phải biết tất cả. Rồi chúng ta phải chết, rồi chúng ta phải ra đi. Rồi khi mà hơi thở này chấm dứt thì đâu còn nữa. Cái điều thứ năm Đức Phật đã nói đi lại. Cái điều mà đi lại, tại sao đi lại? Nó là cái mất, cái sự đi lại, tức là chúng ta không có có vững chắc, chúng ta không có vững chắc ở bất cứ một cái ý niệm, một cái hành động. Bây giờ thí dụ như chúng ta làm cái việc gì thì quyết tâm làm việc đó, chứ làm mà cứ như là khựng, chúng ta cứ bước đi, hoặc là dừng không dừng, ở đây có nghĩa là dừng lại, thì nó được lợi ích mà. Hỡi mà hay đi lại, tức là hay đi tới đi lui. Cái sự đi tới đi lui đây có nghĩa nói về cái tâm của mình, và cũng như nói về cái hành động của mình, là chúng ta không có biết được. Mà nhân gian chúng ta có một câu đó, tức là an cư thì sẽ lập nghiệp. Cái việc an cư đó nó rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta còn trên vên, còn tới lui, nó không định vị thì chúng ta khó làm lắm. Chúng ta khó có thể quyết chí hành động để chúng ta thành tựu được. Chứ vì vậy chúng ta dễ bị mất mát. Và dĩ nhiên cái điều thứ sáu Ngài nói rằng là vụng trộm vợ người, tức là giao du qua lại với vợ người, thì những thứ ấy thì chắc chắn rằng là nó là cái điều bất lợi. Điều thứ nhất là chúng ta đã làm sai. Cái điều thứ hai, đời nó chê trách, và chúng ta mất đi cái tư cách của mình, mất đi cái căn tánh tốt của mình, và cái qua một cái điều gì nữa, và chúng ta là bị đời chê trách, và chúng ta lại liên can đến cái án sự án hình. Nó mất đi một cái tánh hạnh tốt đẹp, một cái phẩm hạnh, một cái đạo hạnh, hay là một cái tánh hạnh của chúng ta tốt, mà nó lại mất đi cái gì, cái danh dự, cái con người của chúng ta nữa. Mà đó chính chúng ta nói rằng là cái tư cách của mình. Cái tư cách ở đây có nghĩa là nói đến cái gì, cái con người mình phải có một cái sống, nó phải biết cái trật tự sống, nó biết một cái đúng đắn. Chứ mình qua lại với vợ người, hoặc là chúng ta sống không có cái sự nghiêm túc, thì cái điều này nó hết sức là nguy hiểm. Thì Đức Phật ngài nói chạy theo tất cả những cái việc mà ngủ muộn, lười nhác, vân vân, thì những thứ đó nó không đạt lợi ích, và nó sẽ không được, mà toàn là mất không. Đây Đức Phật ngài nói về cái mất. Thì kính thưa quý vị, và một cái điều á, ở trong ý nghĩa cái câu pháp cú ngày hôm nay Đức Phật ngài nói lên luôn, tức là ngài nói cái mất đó, và ngài nói rằng cái được mà ngài khẳng định nó hay ho, nó hay nhất, đó chính là được nơi mình. Dầu cho thắng vạn, và cái câu này nó cũng giống như là cái câu mà dầu chiến thắng vạn quân ma ở chiến trường không bằng tự chiến thắng mình, người chiến thắng mình là chiến công oanh liệt, thì nó cũng có ý nghĩa nó gần như vậy. Thì tự mình thắng mình nó tốt đẹp hơn là chiến thắng người khác. Chúng ta chiến thắng người khác bằng những cái gì? Bằng những cái địa vị, bằng những cái tài sản, bằng những cái vật chất, hay bằng những cái khả năng của mình. Hơn thua, cái việc mà hơn thua qua một cái ván bài, qua một cái ván cờ, hay qua một cái qua một cái chuyện gì đó, qua một cái sự thi tài, thi thố gì đó, cái sự chiến thắng đó, nếu mà chúng ta cho là chúng ta hay, thì nó là thường thôi. Bởi vì hôm nay mình thắng người ta, ngày mai sẽ có người khác thắng mình. Chứ không thể nào mà mình mãi thắng được. Ở trên cuộc đời này, thắng thua là phải như thế. Nhưng có một điều, tự mình, vì thắng mình là thắng vì cái gì?
tự thắng mình là thắng nó oanh liệt, thắng nó tốt đẹp. Ở đây thắng cái gì? Thắng cái sự lười nhác. Đấy. Thắng cái sự lười nhác, thắng cái sự ngủ muộn. Thắng cái lòng ham muốn vô bờ mà giàu sang mãi đó. Sống cái, thắng cái gì? Thắng cái tâm mà tà hạnh, tà tư, tà tâm đối với vợ người. Hay là thắng được cái gì? Con người mình dừng lại, buông bỏ, dừng lại, không có có tiến tới, không có bước lui nữa. Mình dừng lại để mình cố gắng mình tiến tu. Đó. Hay là mình an trú trong chánh niệm, dừng lại, tức là dừng lại với tất cả những cái ngoại cảnh, quay về với cái nội tại, đứng lại với nội tại. Điều này hay lắm quý vị. Dạ. Thì ở đây cái đó chính là một cái sự chiến thắng mà chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta thấy thì nghe nói như vậy nhưng nó không dễ dàng đâu. Đây, chúng tôi sẽ nói một cái câu, thí dụ như chúng tôi đọc vô, chúng tôi thấy người này người kia trong mạng, chúng tôi nói một cái, thì thứ nhất là tự chúng tôi, tức như chúng tôi chưa có thắng mình rồi. Cái thứ hai, người ấy nói lại, cả hai cũng đều không có thắng nhau được, không có thắng mình được. Thì nó, thôi quý vị ngồi, quý vị nghe, đừng, quý vị đừng có chat, quý vị đừng có làm cái này cái nọ, đừng có làm cái chuyện riêng tư ở trong đây nghe. Cái điều đó chính là nói, có những lời nói đúng đó. Hay là nhiều khi còn có một câu, tức là nhiều khi người ta bôi nhỏ, người ta chọc, người ta ghẹo, hay người ta phê phán, người ta bình phẩm về cái lời giảng của mình, hoặc người ta khen hay một cái này cái nào, mà khen chúng ta thích, mà chê chúng ta bực bội, thì cái đó cũng có thắng cái gì hết. Rồi khi mà nói ra, cái người đó mới bực bội, mới phản ứng lại, cái bao nhiêu đó thôi. Cả một vị giảng sư và cái người nghe đó, cả hai người đều không ai thắng được mình, mà toàn tức là tranh hơn, tranh thua. Trong cái việc cũng vậy, mình luôn luôn chứng minh mình là như thế này, mình như thế nọ, không cần chứng minh, không cần phải nói cái chuyện hơn, chuyện thua, chuyện đúng, chuyện sai gì. Thời gian sẽ trả lời. Và chính là cái gì? Mình nghe, mình biết mình nghe. Chứ bây giờ mình làm, mình chạy theo người thì không thể nào mà đúng đắn được. Bởi vì tâm nó vô thường. Mà con người đó nhìn thấy có một phía. Mình một phía cái gì? Một phía bằng cái tâm tư tình cảm. Bây giờ đó, thí dụ bây giờ tự nhiên đó, mình đụng chạm tới một người nào đó mà chúng ta thích, chúng ta thương, thì chúng ta cảm thấy nó bị mất mát, cho nên chúng ta phải che, phải đậy, phải chắn. Còn nếu như đụng cái người nào mà chúng ta ghét một cái điều đó mà nó đúng, chúng ta cũng bất chấp cái sự thật luôn, chúng ta cũng hùa theo. Đó chính là chúng ta không tự chiến thắng mình. Rồi khi chúng ta bị người ta ta thắng ca oán gì, rồi chúng ta cũng bực bội. Mà kính thưa quý vị, cái điều này nó quan trọng lắm. Nếu như chúng ta làm cha làm mẹ đó, nhiều khi con cái nó có những cái bực bội, làm chúng ta bực bội. Mà nếu như chúng ta mà muốn hơn nó đó, mày là con tao, mày phải nghe tao, bởi vì tao là mẹ mày, tao là cha mày, tao là anh mày, tao là nghe cả tôi là thầy ông là đệ tử, ông phải nghe, cũng chết luôn. Thì cái đó cũng là tranh hơn tranh thua, nó ghê lắm quý vị. Người ta giảng cái pháp cao cấp, người ta nói người ta phải tu pháp đại thừa gì, chúng tôi nói rồi, cái tăng ni sinh chúng ta nói gì họ chịu luôn. Thử hôm đó rồi cả mình không thưa không trình sư thầy sư phụ mình, mà sư phụ mình vẫn im lặng, vẫn vui vẻ với mình, hay là sư phụ mình cảm thấy bực bội khó chịu hét la, nói rằng mình là đệ tử hỗn, không biết kính lễ thầy, không biết nghe lời thầy, vân 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 vân. Thì kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta hướng về cái đường tu, nó ghê lắm. Có những người thầy chỉ dạy nó phải đúng lúc, chỉ dạy nó đúng chuyện, chứ có những người thầy nhiều khi người ta chỉ và dạy mình không có đúng lúc đúng thời, thì nó cũng là cái sự nguy hiểm. Đành rằng đối với các vị dạy những người đệ tử, nói rằng cái điều này phải nói là một bờ giác và bến mê, nó ghê lắm.
cái mà nhân danh công lý. Bởi vì tôi phải nói cho anh nghe cái điều này về đạo, tôi phải nói cho anh nghe về cái điều kia về luật. Thì khi chúng ta còn câu phần, còn câu thúc như vậy, thì chưa chắc cái đó là cái đúng. Hay là để thỏa mãn cái bực bội, cái sự khó chịu, cái sự mất mát, cái ngã chấp trong lòng mình. Cái chỗ này hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cho nên cái sự chiến thắng của mình, nhiều khi mình bực bội. Bởi vì Phật dạy rất là hay. Có lúc chúng ta tu, nó phải như là cái mặt đất. Tại sao mặt đất? Phải tu nó như mặt đất. Hay lắm quý vị. Bởi vì mặt đất, dầu cho có cho thơm hay cho thúi, đổ nó xuống những cái, vứt ra đó những cái vật dơ hay vật không dơ, tốt đẹp gì, mặt đất vẫn đứng yên. Mà tâm không có, cũng như mình, tâm đừng có bị dao động. Dao động trên cái tiếng khen, tiếng chê. Ngày nào mà ta khen mình mà mình thích, mà mình nở lỗ mũi ra. Đó. Thì, kính thưa quý vị. Và rồi chúng ta nở lỗ mũi ngày hôm nay. Ngày mai cái người ta chê, có người khác ta chê mình. Thì tự nhiên, cao có, bực bội, khó chịu. Đó là chúng ta không kiểm soát. Chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm không làm. Tự mình nhìn lại mình làm điều đó đúng hay không. Thường, như chúng tôi đã nói, dư luận thì đi theo một cái nghe, mà nghe không rõ ràng, cái thấy không có thấy tường tận, cái hiểu không có hiểu một cách rốt ráo, không thấy tận nơi, không nghe một cách rõ ràng, và không hiểu biết một cách rốt ráo. Chắc chắn rằng cái sự đúng sai ở trong đầu của chúng ta, tự chúng ta ra một cái phán xét đối với cái người đối diện, thì tự chúng ta nguy hiểm vô cùng to lớn. Bởi vì chúng ta đừng có bị cái gì, đừng có bị tác động bởi người, mà chúng ta hãy vững chắc lại mình. Trong cái việc đúng việc sai, nó rất là quan trọng. Nó khổ cho cái người mà lãnh đạo, cái người cha người mẹ đó, cũng như trách nhiệm làm thầy hay trách nhiệm lãnh đạo trong chùa đó. Thì chúng ta phải hết sức là trí tuệ, hết sức là khéo léo, và cũng hết sức là rõ ràng. Tức là chúng ta không có để cái chuyện nó quá lớn, mà cũng không có xem thường những chuyện rất là bình dị. Nhiều khi đó, chúng ta phải đón nhận, đón nghe những cái gì mà nó thuộc về ở trong đại chúng, chứ mình cũng không tự quyết. Chúng ta phải nghe, đón nhận như vậy. Người ta không chấp nhận, tăng chúng không chấp nhận. Cái điều đó, chúng ta hợp tăng chúng lại. Cái điều đó nó có đúng, nó có tốt như vậy hay không? Ok, nếu như là không tốt, thì chúng ta không chấp nhận. Hay cái điều đó mà tăng chúng chưa có chỉ là một phía, thì chúng ta chịu khó ngồi chúng ta nghe, chúng ta trình bày lại, chúng ta trình bày ra cái điều này thì suy nghĩ như thế nào, thì chắc chắn nó tốt. Cũng như là ở trong tổ chức hay trong gia đình cũng vậy, cha mẹ la rầy con cái, nhưng có những lúc cha mẹ cũng phải ngồi nghe con cái. Hay là trong gia đình không có cha mẹ thì anh em biết nghe nhau, thì mọi chuyện nó đâu có gây những cái lộn xộn. Thì đó là một chuyện nó tế nhị, chứ không phải là chúng ta nói cái chuyện được thua thôi kệ bây giờ, chuyện được thua mất còn gì. Thì đó là Phật Ngài dạy tự chiến thắng mình, chứ mình cứ cần thi hơn người. Ở đây không phải là cái chuyện hơn thua ở trong gia đình, ở trong cái đạo, mà cái chuyện để cho mọi việc nó được tốt, để cho cái việc nó sinh hoạt được tốt, tăng chúng có sự tu tập tốt, chứ không phải vì một cá thể, không phải vì một biên bờ nào đó mà chúng ta chấp nhận bằng cái tình, cái sự là chết. Do rồi thì nếu như cái tăng lệnh, cái tăng ý, cái tăng hội đã quyết thì cứ làm như thế, cũng như là cha mẹ và các con, có cô gì, chú bác gì, nếu như người ta nói cái điều đó thì ngồi lại để chúng ta nghe mà thấy nó hợp lý, thì đó xem như là cái điều mà chúng ta cần phải tôn trọng. Chứ không phải là bây giờ nói chiến thắng, thôi kể giờ mình trình bày cái đó, mình cãi lý, cãi sự, mình coi như hay là mình gọi là cái gì, thôi quên,
dẻo mồm dẻo miệng, hay là mình múa miệng múa lưỡi cho nó dữ, rốt cuộc để bảo vệ cho cái gì, cho cái sai của mình là chết. Hay có những người, hay lắm quý vị, có những người mà cái miệng lưỡi đó họ dẻo mồm dẻo miệng đó, họ xảo miệng á, họ xảo mồm á, thì cái đúng cho là sai, cái sai cho là đúng, vân vân. Thì ở đây khi chúng ta hiểu Phật pháp, bây giờ đây không nói đến cái chuyện đúng sai. Nhiều khi vào ở trong tăng sự đó, nó quan trọng chỗ này vô cùng. Nếu như người nào biết cái lỗi thì người đó sẽ sửa được lỗi, mà người nào không biết được cái lỗi thì người đó không bao giờ sửa lỗi mình được. Cũng như chúng ta biết cái sai, biết chấp nhận cái sai thì chúng ta mới sửa sai được. Mà chúng ta không chấp nhận cái sai, muôn đời không bao giờ sửa sai. Bởi vì người đó có cái sự tự cao tự đại, có sự ngã mạn quá. Mà ngã mạn là chính cái gì? Chính là những pháp chịu phần tai hại. Asmibano Ayang Eko Pawe, tức là phải tu tập. Mà Hanapha-kiya, tức là chịu phần tai hại. Nếu như chúng ta không tự chiến thắng mình, mà chúng ta chạy theo cái gì? Chạy theo cái sự ham muốn, chạy theo cái bản năng của mình, chạy theo cái lòng dục, lòng tâm muốn của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ chịu nhiều cái phần tai hại. Đó là như thế. Mà khi tu tập đòi hỏi người đệ tử thật sự là sáng suốt, thật sự là phải nói là can trường để bảo vệ cái gì? Cái bản sắc của mình. Ở đây chúng ta nói bảo vệ cái bản sắc của mình, bảo vệ cái gì? Cái điều tốt đẹp của mình, còn mặc cho thế sự như thế nào đó. Bởi vì, kính thưa quý vị, chúng ta nhớ một điều, chúng ta không có bị tác động ở bên ngoài thì tâm của chúng ta mới có một cái, mới có một sự yên bình, mới có một sự tự tại được. Chứ còn chúng ta bị tác động ngoại cảnh, chúng ta thấy, chúng ta nghi ngờ, từ cái nghi ngờ rồi chúng ta tưởng tượng, từ cái tưởng tượng rồi chúng ta suy nghĩ, nó đưa ra cái kết luận là không đúng. Phật pháp này cần lắm những con người như thế nào. Đức Phật luôn luôn chỉ dạy cái sự từ bỏ, cái sự vượt qua, cái sự buông bỏ. Đó đó, hãy mà ái luyến thì sinh sầu muộn, ái luyến sinh khổ đau. Mà buông bỏ cái ái luyến thì không sầu, không có sợ hãi gì cả. Cũng như một con người yêu quý kiếp sống quá thì họ rất là sợ chết. Mà con người nếu muốn không sợ chết, phải đối diện cái chết, phải niệm sự chết. Niệm sự chết để cái gì? Để họ nghĩ rằng mình chết bất cứ lúc nào. Cho nên vì vậy chúng ta bình tâm với cái chết. Chứ còn mình lúc nào mình cũng sợ chết. Chết nó tới, tất cả chúng sinh phàm phu là phải sợ chết nha quý vị. Điều là chắc chắn rồi. Nhưng bởi vì Phật ngài dạy chúng ta phải luôn luôn quán niệm tưởng đến cái chết. Thì như thế thì chúng ta sẽ không sợ. Mà cái đó cũng là chiến thắng mình. Chiến thắng cái gì? Cái nỗi sợ hãi, cái sự khiếp đảm của mình. Đó. Thí dụ như hôm qua chúng tôi có giảng ở trong room vụ tối, ở trong room Vạn Pháp Tùy Duyên, chúng tôi giảng về cái sợ hãi khiếp đảm, cái bài kinh thứ tư của Trung Bộ đó. Con người mình tại sao có sự sợ hãi? Bởi vì con người mình không thanh tịnh tam nghiệp. Con người mình có dục tầm dục tứ nhiều quá. Con người mình có nhiều cái điều mà nghi hoặc. Hoặc con người mình lấm nhơ tam nghiệp giới luật. Thì chắc chắn khi mà chúng ta rất là sợ hãi khi mà đêm về, khi mà trống vắng ở khu rừng, ở núi non, hay ở trong nhà của chúng ta thôi, ở trong phòng của chúng ta đó. Tuy như vậy, nhưng đến khi mỗi vị tự nhiên bị nguyên cái nhà mà có một mình quý vị ở, thì quý vị thấy cái sự khủng khiếp như thế nào. Cái nhà quen của chúng ta đó, nhưng điều mà tự nhiên chúng ta tắt đèn, cứ bây giờ thấy có một cái, thấy tự nhiên như thế này, mà tự nhiên sao mà
thấy cái cửa nó kêu nghe ken két, như là có người mở cửa. Rồi nó khua, nó động cái này, động cái kia. Mà nhiều khi do con chuột, con này, con kia, nó trong trong nhà nó chạy, hay con chó nó đụng, chúng ta cũng giật mình. Còn bên ngoài thì nếu như chúng ta ở gần cửa, chúng ta nghe bên ngoài nó có nhiều cái âm thanh nó rất là lạ, thì chúng ta cũng lo, cũng sợ. Tại sao lo sợ? Bởi lo cái sự nguy hiểm của mạng sống mình, cũng như lo sợ ma, sợ quỷ. Tại sao sợ ma, sợ quỷ? Sợ ma, sợ quỷ nó nhát mình chết, mình sợ. Thì nói chung cái nỗi sợ hãi đó, thì chúng ta làm sao để chiến thắng nỗi sợ hãi đó, là chúng ta trước nhất cái tâm của chúng ta phải có sự tốt đẹp. Thì chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi cũng là một phần chiến thắng của trong tâm mình. Và chúng ta định tĩnh, hay là chúng ta an trú vào và nương nhờ nơi Phật Pháp Tăng. Bởi vì không có một cái chỗ trú nào an toàn cho bằng khi mà chúng ta niệm đến ân đức Phật Đà, niệm đến ân đức Pháp Bảo, ân đức Tăng Bảo. Khi chúng ta bị những cái nguy biến, niệm đến niệm ân đức của Tam Bảo, thì chúng ta được yên vui, được tốt đẹp. Chúng tôi nói như vậy nó không có xa cái ý nghĩa cái đâu, mà ý chúng tôi muốn để chiến thắng được, để thắng đạt được cái nỗi sợ hãi, cái sự khiếp đảm, thì có cái gì? Có cái nương tựa Tam Bảo. Còn ở đây cái lòng của chúng ta muốn hơn, muốn thua. Kính thưa quý vị, hãy nhớ một điều, không cần hơn thua gì. Rồi, phàm sở hữu tướng, giai thủy hư vọng, tất cả giả tướng, tất cả những cái điều đúng sai gì trong cuộc này, điều sự rồi cũng nằm xuống, rồi cũng ra đi. Thương lắm rồi cũng phải, rồi cũng có ngày cũng phải chấm dứt. Ghét lắm rồi cũng ngày cũng chấm dứt. Và cho nên vì vậy đừng có ôm ấp cái khổ đau, đừng có ân oán sầu bi. Kiếp sống này ngắn ngủi, đừng phải quá là ôm ấp nhiều khổ đau. Đừng có quá nhiều tự mãn cho rằng mình có đầy đủ tiền của, mình có đầy đủ như thế này thế nọ. Và chúng ta sẽ không bây giờ mà chúng ta để cho cái mạng sống chúng ta phải chết. Nói như thế là không được. Bây giờ biết bao nhiêu người giàu có khi bệnh COVID không có thuốc chữa, hay là bị bệnh nặng không thể vượt qua. Mà chúng ta trong báo có nói, tức là có một cái ông tỷ phú ở New York đó, ở bên Mỹ đó, ông ta tỷ phú đó, có tiền, có nhiều tiền đó, và ở tại xứ Mỹ đó thì biết bao nhiêu là một cái nền y học rất là mạnh mẽ, nhưng đến khi cũng đâu có cứu nổi ông ta được khi cái nghiệp ông ta tới. Mà nghiệp nó dẫn tới xuyên qua cái bệnh. Và cái dịch bệnh này cũng là nói đến cái gì? Xuyên qua cái nghiệp riêng của mỗi người. Thì khi chúng ta nghĩ tới cái chuyện đó rồi, sống được bao lâu mà hận thù, sống được bao nhiêu lâu mà bực bội, thôi, dẹp qua đi, bỏ qua, buông bỏ, tha thứ, sẽ được tốt đẹp. Và quý vị nhớ, đừng bao giờ hận, đừng bao giờ mang những cái nỗi niềm hận thù là sai lầm. Đừng bao giờ mang những cái nỗi niềm bực bội khó chịu là sai lầm, là tự mình hại mình, chứ không người ta không hại ai hết. Đường đời này nó ngắn ngủi, kiếp sống này ngắn ngủi, cho nên chúng ta biết trân quý nó, biết buông bỏ nó, biết đạp thắng lại. Chúng ta biết tự mình quay về mình, chiến thắng mình. Thôi mình sống tạo cái niềm vui, tạo cái gì, cái hỷ, cái xả, cái metta, cái karuna, cái mudita, upekkha, mudita, upekkha, cái hỷ, cái xả, giữ cho tâm mình nó vui. Còn không nữa thì chúng ta quán tưởng về nó vô thường, rồi nó cũng sẽ qua. Những niềm đau, nỗi khổ, đào nồi nó cũng sẽ qua, thôi buông bỏ, không sao. Cái chuyện te, thua, thê, thảm, đau đớn nhất về thể xác lẫn tâm hồn, rồi cũng sẽ, thời gian, rồi cũng sẽ chấm dứt. Chờ rồi, kiếp sống này đổi thay cũng chấm dứt nữa, đi qua một kiếp sống mới, thì hình thành một cái quy trình, một cái nhân sinh mới, nó rất là tuyệt vời. Cho nên vì vậy, ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhớ rằng
không cần thiết phải hơn thua, không cần thiết phải đúng phải sai gì. Bởi vì cuối cùng cái sai cái đúng gì cũng là chính mình thôi. Ta đi với nghiệp của ta, ta thọ quả tốt hay là xấu là do chính mình. Ta mang theo những cái điều vui, những cái điều buồn gì gì vân vân đó thì cũng do chính ta thôi, chứ không ai mang giùm mình. Dạ, thì kính thưa quý vị, đó chính là sự thật ra là trong cuộc đời này đừng có ai quán nhiều, đừng có khổ đau nhiều. Dạ, chúng tôi xin có đôi điều trình bày qua cái câu pháp cú số 104 là như vậy. Nếu có điều chia sẻ tất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị hoan hỷ cho, và cũng như là đó cũng là chiến thắng với mình. Kính chấm dứt thời dẫn thuyết nơi đây. Kính dân Phật Phật lành để tính trời để thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên người tại ở chùa Quảng Nghiêm, chùa Bủ Đức, các vị chư thần chư thiên ở tại người tại tư gia của quý vị, cũng như tất cả ở các nơi, xin tất cả cũng như các vị chân linh, nhất linh, ký linh ở hai chùa, cũng như tất cả thân bằng nguyện thuộc của chúng tôi, quý vị đã quá vãng xin được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được an lạc, được tấn hóa. Mong tất cả chúng ta được luôn luôn sống an lành, được tốt đẹp trong ơn đức vô lượng của chánh pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con. Và Thượng Tọa minh hạnh có trước mái không, con kính dâng mít đến sư. Bồ Tát Sa Bà Mangalang Rakhan Tô Sa Bà Đề Bồ Tát Sa Bà Buddha Nam Hoa Vệ Na Sa Đa Sa Thị Phong Anh Tu Tê Bồ Tát Sa Bà Mangalang Rakhan Tô Sa Bà Đề Bồ Tát Sa Bà Hàm Ma Nam Hoa Vệ Na Sa Đa Sa Thị Phong Anh Tu Tê Bồ Tát Sa Bà Mangalang Rakhan Tô Sa Bà Đề Bồ Tát Sa Bà Sang Kha Nam Hoa Vệ Na Sa Đa Sa Thị Phong Anh Tu Tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tông Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bồ chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê e ra cha mat cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u ba sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sắp bà na pu ta su khi ta pa quan tu tê cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha tê sắp bê pi đúc khát sa kha rôn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la
sẵn khổ hộ tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp bệ pi thầm ma cha ri nô quốc thêm sâm pha phu ni ya ma thầm ma ri ya pa về đi tề. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt cảnh dân, xin xuống mít.